Forest and Farm Facility, or FFF. FFF Myanmar visits Vietnam and Vietnamese FFF partners to learn and share experience about forestry and agriculture. Rất thích trồng rừng vì rừng mang lại nhiều lợi ích cho gia đình tôi mà và cho cả xã hội. Tôi rất thích trồng rừng vì mình mang nhiều lợi ích cho cộng đồng. Thứ nhất là lấy củi để đun phục vụ đời sống. Thứ hai là bán được gỗ. Thứ ba là chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Mỗi một tháng thu nhập của mình là 4 triệu ạ. Tức là số tiền này mình có thể đóng góp tiền học phí thêm cho con và trang trải thêm cho gia đình. Trồng rừng là một cái định hướng mà đem lại cái hiệu quả bền vững và lâu dài nhất cho bà con nhân dân các địa phương miền núi. More than 25% of the world's population rely on forest resources for their livelihoods, but the poverty rate tends to be high in forested areas. Forest and farm producers are the largest rural private sector to secure food, energy, construction materials, and income. However, the demands for appropriate support remain largely unmet. The Forest and Farm Facility, therefore, is implemented to strengthen the organization and capacity of small-scale forest and farm producers for improved business and livelihoods and effective engagement in policies. Forest and Farm Facility is a partnership program of FAO, IIED and IUCN. It's implementing in 10 countries and in Asia, implementing in 3 countries, Vietnam, Myanmar and Nepal. In Vietnam, Vietnam Farmer Union is implementing organizations and we work together and directly support the forest and farm producer organizations. This moment in framework of FFF, VNFU very pleased to host international study visit between FFF Vietnam and FFF Myanmar. We would like to share experience and knowledge between two countries. We come to Vietnam from Myanmar. With a group of 20 people, including Ministry of Forestry and Environmental Conservation and other community forest user group, different part of our country. We are very glad to learn the best experience of the Vietnam in agriculture and forestry sector. From 26th to 31st of October 2015, the FFF Myanmar team had opportunities to visit 5 northern provinces in Vietnam, including Hanoi, Macau, Phu Thọ, Hòa Bình and Nam Định. Several meetings and field trips were organized with the Central Vietnam Farmers Union, Vietnam Academy of Forest Science, local stakeholders such as the Provincial and District Farmer Unions, District and Commune People's Committee, Department of Agriculture and Rural Development, Xuân Thủy National Park, processing companies, and forest growers. These practical examples helped the Myanmar team understand better the functions of the Vietnam Farmer Union and its support programs to improve the livelihood of their members. Và trong những năm qua thì Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn đã triển khai các cái hoạt động để hỗ trợ người trồng rừng, đó là phối hợp tổ chức cũng như là tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật để chuyển giao kỹ thuật trồng rừng để nâng cao cái kiến thức về trồng rừng cho người dân. Cái thứ hai nữa là thành lập các cái tổ nhóm quỹ nhóm tiết kiệm và vay vốn
để vay vốn ngân hàng chính sách để giúp cho người trồng rừng có cái vốn để trồng rừng. Cái thứ ba nữa là có cái quỹ hỗ trợ nông dân. Quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi cũng xây dựng các cái tổ nhóm trồng rừng để vay vốn quỹ. Và cái nội dung tiếp nữa là chúng tôi đã tổ chức cho các hội viên nông dân đi tham quan học tập các cái mô hình trồng rừng có hiệu quả để học tập làm theo làm sao cho hiệu quả. Chương trình FFF đây, lợi ích của nhóm của chúng tôi là được nâng cao về nhận thức về rừng và trang trại, thì chúng tôi bắt đầu tìm ra mối liên kết để phát triển kinh doanh. Liên kết thì lợi ích của nhóm là sẽ có một lượng sản phẩm lớn, và chúng tôi có mối liên kết rồi thì hàng hóa sản xuất ra thì không bị tư thương ép giá. Để mạnh thì mình làm thì nó tốt hơn là một mình làm, nên là bà con cố gắng tập trung nhau để làm, chung tay góp sức làm để cho nó tốt hơn. Bản thân tôi thì được tham gia cái chương trình FFF thì cũng được đi tham quan học tập các cơ sở kinh doanh đạt hiệu quả. Thì bản thân tôi thì cũng được gặp gỡ các nhà khoa học. Từ đó thì cũng nhóm chúng tôi thì cũng tổ chức và đi mua máy móc để đầu tư chế biến tinh dầu hồi để mang lại thu nhập cho các thành viên trong tổ nhóm cũng như trong cộng đồng. During the exchange visit, the delegation also met the state-owned and FSC certified forest company Hòa Bình. Since there is no certified forest in Myanmar, participants felt particularly interested in FSC regulations and benefit sharing mechanism between the company and forest growers. This company is a role model for achieving good financial performance while at the same time provides employment, high-quality seedlings and fertilizers, and shares profits from timber sales with households. Mình nghĩ rằng cái mô hình thành công, điều đầu tiên là phải tạo được cái lòng tin, đặc biệt là đối với các cái hộ nông dân. Thế sau đó thì chúng ta cũng phải tạo ra được một cái sự cái mối quan hệ, cái hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng rừng. Forest plantation is a long-term investment, and in order to sustain the family's annual income during a long rotation period, forest growers are supported to apply various integrated farming or agroforestry models, such as planting vegetables and medicinal plants, or grazing cattle under the forest canopy. At the macro level, they should also have support from the government programs, for which Vietnam can provide several practical examples. Một hộ nông dân nhận khoán rừng thì mỗi một hectare rừng ấy được 400.000 để chi phí mà người nông dân coi rừng cho cái đất. Ngoài cái hỗ trợ của nhà nước, ngoài hỗ trợ của chính phủ ấy, thì chúng tôi còn xây dựng một chính sách riêng của tỉnh là hỗ trợ cho người dân trồng một hectare rừng là 2 năm đầu là 1 triệu đó. Nevertheless, more support is still essential to bring higher income for forest growers. Tôi cũng mong muốn được hỗ trợ nguồn vốn để làm đường lâm nghiệp, để vận chuyển dễ dàng, xong là tăng thêm nguồn thu nhập từ rừng. Qua chương trình thì nhóm chúng tôi thì cũng muốn là được hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về để chế biến tinh dầu hồi để đạt hiệu quả hơn. Cái chương trình là đầu tư cho chúng tôi là có giúp chúng tôi là về kỹ thuật, cách kinh doanh, có những người có kinh nghiệm ấy. Đấy, thì để chúng tôi học tập, để chúng tôi có mối liên kết tốt hơn nữa. Thì mà là cho nó này mà đủ ra thì mà là bắt mà tất đồ thì biết gì và để rồi ở tôi này bây giờ thì tăng bông hụt để bây giờ bỏ tập viên gì cho nó là tất đêm vô đều say bây giờ thì xây nô đấy thâu lâu này này đuổi là tham gia thì vương quê gia đình lâu ngày nữa lâu này này nào bây giờ tất cho để lâu ngày này nào bây giờ tất thâu lâu ngày này mà lại thì ở tôi bằng bông cũng gì đấy chán đấy thì vui chơi bằng bông hụt để cũng gì đấy rồi chọn thì đủ rồi thì tôi mới nhớ về đã lúc xưa để bỏ xin đi đâu cho nó tôi ở đây nào bây giờ thì ở tôi thì ở trong ao mà để tham gia thì nhìn nhau bây giờ tôi ở lâu ngày nữa lúc sau này này bỏ lúc sau này nữa rồi chọn lại đang bây giờ tôi đem hụa xin như thế luôn cho nó làm nhau tôi ở vào đây luôn cho nó đang gì đó lâu lâu rồi mà thì lu và tham mưu rất là đi lên xí được rồi cháu thì hầu thanh thanh mẹ thì lu rất là đi ra say bia bia đó gì chi
ဒီစိုက်နိုင်တဲ့လုံဟာတွေရောရေထိုးပေါ်ကူးလို့ဒီပရိပကလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်တွေလုပ်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဒီဒေသနဲ့ရင်းမြစ်အသုတို့ရင်းနဲ့တူရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတင်ပြပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့ဒေသလိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ကိုကျွန်တော်ဘင်းနဲ့လားခီးစဉ
chúng tôi đi lên đây rồi lấy bà tôi cứu sau em mẹ đúng ngay trên đường rồi đấy ngay từ xe tôi biết năm mà rồi chúng tôi cứ xí ra rồi tôi đi đi biết năm phạm mà đi như nhà quê của nó tôi đi anh đi mà đi ra gần trong đường này bắt được tôi mà u như nhà này tôi đi bị xa đi u xin mà ra lúc qua là đi được cứ vậy mà cứ lấy xin chuyện mà đấy cứ đi anh vô quay gì thì này đó thì em phải quay gì thì anh đi mà thì ta ngày trong đường đi này bắt đầu đi mà thì từ đó bây giờ thành đi đúng ngày đi rồi nó rồi thì ta ngày bây giờ đi thì đúng siêu ai nó chú đem mua cái đi rồi thì cái bạn muốn sang ngày đi rồi cứ xia rồi thì cái hoàn là chung. We are very grateful to the Vietnamese government, the Vietnamese Farmer Union, and our colleagues from the Forest and Farm Facility Vietnam for having organized such an interesting trip on forestry and agriculture for our colleagues from Myanmar. We have been in Vietnam for 1 week and we have enjoyed the kindness and great hospitality of the Vietnamese people, and we are looking forward for further cooperation with Vietnam and Myanmar. Thank you.